Hôm nay là một ngày khá là đẹp đối với tôi. Cho đến lúc tôi bước chân vào phòng vệ sinh. Các bạn hiểu cảm giác đấy là khi ngủ dậy, chúng ta nhìn vào gương và chứng kiến chính cái khuôn mặt của chúng ta ở trong gương mà mình bản thân mình còn không thể nhận ra đấy là ai đấy. Nó tụt mút vô cùng. Và điều này nó đã diễn ra được mười mấy năm rồi từ lúc tôi dậy thì. Và tôi sẽ không thể để nó diễn ra thêm một ngày nào nữa. Cho nên tôi đã dành ra đâu đó khoảng là một tháng để tôi suy nghĩ về cái việc tôi sẽ làm mũi. Và một tháng đấy thì tôi tìm hiểu khá là nhiều bệnh viện, hỏi khá là nhiều bạn bè, những người đã làm rồi. Thì cuối cùng tôi đã tìm được một cái thẩm mỹ viện rất là ok. Vì bạn tôi đã từng làm ở đấy. Và mũi bạn tôi rất đẹp. Thì cái vlog này tôi sẽ quay lại toàn bộ quá trình, cái lúc mà trước khi tôi làm cho đến khi cái mũi tôi hoàn thành. Chúng ta cần phải chăm sóc nó như thế nào, ăn uống ra sao, kiêng cử như thế nào. Cho nên các bạn đừng bỏ lỡ một giây nào cả. Tại vì tôi sẽ quay theo từng ngày. Có thể là ngày thứ nhất, ngày thứ ba, ngày thứ năm, ngày thứ 10, ngày thứ 15, ngày thứ 25, ngày thứ 30. Và tôi sẽ cho các bạn xem quá trình cái mũi tôi lành nó sẽ diễn ra như thế nào. Và thẩm mỹ viện mà tôi chọn chính là thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus, một trong những thẩm mỹ viện rất lớn ở Sài Gòn. Nó nằm ở đường Sư Vạn Hạnh, số 702 / 2 đường Sư Vạn Hạnh, quận 10. Nếu bạn nào ở Sài Gòn mà có ý định làm thì mình vốt cái bệnh viện đấy. Tại vì bác sĩ Nguyễn Tiên Huy là một trong những bác sĩ cực kỳ giỏi. Và không để các bạn đợi lâu thì tí nữa tôi sẽ di chuyển sang bệnh viện để tiến hành khám. Và có thể tầm 2-3 ngày sau tôi sẽ làm luôn. Cùng đón chờ xem ngoại hình tôi sẽ thay đổi ra sao. Hello mọi người, tôi vừa di chuyển từ thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus về nhà. Và hôm nay tôi đã sang gặp trực tiếp bác sĩ Nguyễn Tiến Huy để bác sĩ đánh giá về mũi cũng như tư vấn và giải thích cho tôi. Đấy là mũi của tôi sẽ được làm cấu trúc fascia. Còn cụ thể nâng mũi cấu trúc fascia như thế nào thì các bạn có thể lên trang web của thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus để đọc thêm. Ngoài ra thì hôm nay tôi đã bị chọc hai cái gậy xét nghiệm vào hai lỗ mũi và tới bây giờ tôi vẫn cảm thấy rất đau. Nope. Ngoài ra thì tôi có mua trước hai loại thuốc này. Thì hai cái loại này thì tôi có nói với bác sĩ đấy là tôi muốn uống kháng sinh trước để cho chắc ăn. Cho nên là mỗi loại 4 viên và tôi sẽ uống trong 2 ngày, hôm nay và hết ngày mai. Thì đến 10 giờ tối ngày mai ấy, tôi sẽ không được ăn gì cho đến 7 giờ sáng ngày kia. Vì 7 giờ sáng ngày kia thì tôi sẽ chính thức phẫu thuật. Và bây giờ tôi khá là hồi hộp. Tại vì tôi biết cái lần phẫu thuật này sẽ là một lần phẫu thuật khá là lớn trong đời tôi. Hôm nay là sáng 3 tháng 11 và bây giờ mình sẽ di chuyển sang bệnh viện Vạn Hạnh và khoảng tầm 8 rưỡi mình sẽ chính thức phẫu thuật. Buồn lắc khi mà anh luôn yêu thương em. Bây giờ là 1 giờ ngày 4 tháng 11 và tôi đã được về nhà rồi. Và hôm qua đúng là một đêm kinh hoàng đối với tôi. Trong năm mới có một ngày. Biết đâu đâu. Và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Thôi rồi. Đâu. Đẹp nhất với mày thì không đẹp nhất với anh. Review của tôi. Nữa, tao sẽ đi gọi đầu, tao xấy hơn hoa tao lại tao bút. Đứng nhà giống không? Chú này được lắm. Lại kiểu như là bút bút tóc của tôi gọi đầu nghe. Mấy quá. Mấy đứa em rất thương thật anh. Được. Nope. Tôi sẽ cố gắng miêu tả cái tình trạng của tôi bây giờ một cách chân thật nhất. Và cái điều đầu tiên các bạn có thể thấy đấy là cái giọng nói của tôi đã không còn bình thường nữa rồi. Tại vì hai mũi của tôi đã bị tịt. Hai lỗ mũi của tôi đã không còn thở được. Và tôi từ hôm qua đến bây giờ tôi đã phải thở bằng miệng. Tôi được về từ lúc 1 giờ chiều hôm qua. Và tôi tỉnh dậy lúc 9 giờ tối. Thì lúc đấy mọi thứ đã xong xuôi hết rồi. Tôi được đưa về một căn phòng riêng. Có một chị hộ lý chăm sóc riêng cho tôi cả đêm. Và đến
8 giờ sáng sau khi chuyển nước, chuyển đồ các kiểu xong xuôi, tôi ăn sáng xong xuôi thì tầm 9 giờ sáng hôm nay ấy, thì tôi được các bạn điều dưỡng vệ sinh qua cái mũi một lần rồi. Vừa giờ thì tôi được về nhà. Và đến bây giờ là đã tròn 24 tiếng thì các bạn có thể thấy đây là mũi của tôi. Thường thì một, những bạn nào mà những ca phẫu thuật nhẹ thì người ta sẽ không rạch ở đây đâu, người ta sẽ rạch ở trong mũi theo như tôi biết là vậy. Nhưng ca của tôi là một ca đại phẫu, không phải là đơn mũi bình thường. Như các bạn có thể thấy đấy là tôi băng, ngoại trừ cái mũi ra thì tôi còn băng ở tai và phần thái dương. Thái dương tôi phải khâu đến trên 10 mũi nha. Và nơi đau nhất và khiến tôi quặn quại từ hôm qua tới bây giờ đấy là cái chỗ này. Như các bà bán cơm tẩm hay gọi đấy, đấy là phần sườn non đấy. Tôi đã bị cắt mất một đoạn sườn non. Trêu thôi, nó gọi là sụn sườn. Và cái sườn số mấy đấy tôi không nhớ nữa. Thì bác sĩ đã lấy một đoạn sườn. Và cái đoạn sườn đấy được sử dụng chính là cái trụ mũi để mà chống cho cái mũi tôi cao lên. Còn ở phần thái dương ấy thì bác sĩ đã lấy khoảng tầm một lòng bàn tay, cái đấy gọi là một cái lớp mà bọc lại cái phần cơ ở thái dương ấy, cái đấy gọi là cân thái dương đâu đó khoảng là một lòng bàn tay ấy, và bọc vào sống mũi nhân tạo để cho cái sống mũi đấy nó sẽ sau này 4-5 năm sau ấy nó cũng sẽ không bị lộ ra ngoài. Còn ở cái sụn tai của tôi thì được bọc vào cái phần đầu mũi để cái đầu mũi nó không bị bóng đỏ về sau này. Cho nên bác sĩ phải gây mê. Tại vì ca này kiểu gây tê chắc tôi không chịu nổi. Gây mê đã như thế này rồi, gây tê chắc. Nhưng mà thật may là tại vì bác sĩ rất là vắt tay và da tôi cũng lành, cho nên là trộm vía nó không sưng nhiều, nó chỉ hơi thâm ở đây thôi. Hy vọng nó sẽ dừng lại ở mức đấy thôi, không có hơn nữa. Cái này không phải là PR hay là quảng cáo gì cả. Mà thật sự bác sĩ Nguyễn Tiến Huy và thẩm mỹ viện Sài Gòn với đỡ làm việc rất ok. Thật sự em cảm ơn bác sĩ Nguyễn Tiến Huy, tại vì cái lúc mà lột cái nẹp ra để mà xem cái dáng mũi, để lột cái nẹp ra để mà vệ sinh cái mũi ấy, thì cái bạn điều dưỡng bạn có cho em xem ấy, thì em thấy rất ưu bác sĩ ạ. Em cảm ơn bác sĩ và cũng cảm ơn thẩm mỹ viện Sài Gòn Vê Đất đã chăm sóc Tân trong suốt 24 giờ qua. Thật sự cảm ơn. Sáng nay tôi sẽ qua thẩm mỹ viện Sài Gòn Vê Đất để tiến hành truyền kháng sinh và truyền giảm đau. Thì tôi sẽ truyền vào hôm nay và ngày mai thêm một ngày nữa, thì ngày mai tôi sẽ được cắt chỉ những cái lỗ tai này, tôi sẽ được cắt chỉ ở đây trước, còn chỉ mũi, chỉ thái dương và chỉ ngực ấy đây thì phải đủ 10 ngày mới cắt được. Nhưng tình hình là bây giờ tôi đang rất buồn qua ngay lập tức ở bên thẩm mỹ viện để vệ sinh mũi, vệ sinh xoang. Tại bây giờ tôi đã bị tắc xoang liên tục 2 ngày rồi và tôi rất khó chịu về cái việc này. Bây giờ là 7 giờ ngày mùng 5 tháng 11, như vậy là tôi đã trải qua được 2 ngày sau ca phẫu thuật nâng mũi. Và qua 2 ngày chịu đau, tôi đã rút ra được rất nhiều thứ và những thứ này chắc chắn sẽ tốt cho những bạn nào có ý định và sắp nâng mũi cấu trúc fascia như tôi. Cụ thể thì các bạn hãy cố gắng lắng nghe nhé, tại vì tối hôm nay thì tôi sẽ nói hơi nhiều vì nó có khá là nhiều vấn đề. Đầu tiên, như các bạn thấy thì tình trạng mũi của tôi đến bây giờ là nó bị bầm tím ở đây này, bị sưng quanh cái chỗ này này. Cái điều này là cái điều dễ hiểu thôi và ai cũng sẽ bị. Trường hợp của tôi là bị ít nha mọi người. Đến ngày thứ 2 rồi mà chỉ có sưng như này thì có nghĩa là ok. Còn một số người khác, người ta còn bị sưng cả mặt cơ, cho nên như tôi thì không có sao cả. Và cách mà để cho mặt chúng ta bớt sưng ấy thì trong vòng 24 giờ đầu hãy cố gắng chườm đá liên tục. Chườm lạnh nha mọi người. Cái túi chườm mà bên các bạn hộ lý làm cho tôi để tôi về tôi đắp vào hai con mắt. Đây là hai cái bao tay y tế làm bằng cao su. Và các bạn ấy đã buộc những cái ngón tay của hai cái bao tay lại với nhau và đổ nước vào trong này, sau đó để vào tủ ngăn mát tủ lạnh, và đến buổi lúc nào tôi cần đắp thì tôi chỉ việc đấy là đây, đắp hai cái này vào hai con mắt thôi. Cái chỗ này thì không có nước với rỗng,
cho nên nó không bị cấn vào mũi. Đấy, cách này cực kỳ hay và các bạn nên thử. Ngoài ra cái việc về vấn đề chăm sóc vết thương thì các bạn hãy lưu ý đấy là cố gắng rửa vết thương ít nhất 3 ngày một lần. Nope. Wait a minute. À nhầm. Cố gắng rửa vết thương ít nhất 3 lần một ngày. Mặc dù các bạn đã truyền kháng sinh, điều đấy sẽ tốt cho vết thương, làm cho vết thương mau lành và khi lành sẽ hạn chế tối đa việc để lại sẹo. Tin tôi đi, các bạn mà chăm sóc vết thương ẩu thì các bạn sẽ mang một cái vết sẹo rất là xấu xí trên mặt. Cho nên hãy kỹ lưỡng về vấn đề này, nó rất quan trọng đấy. Có một cái vấn đề nhỏ nữa, đó là về vấn đề kiêng khem. Mà từ hôm tôi làm xong là 9 giờ tối ngày mùng 3 đến hôm nay thì tôi chỉ có ăn cháo. Tôi ăn cháo thịt bằm, ngoài ra không ăn bò, hải sản, gà và khá nhiều các loại thực phẩm nữa mà tôi không thể liệt kê ra hết. Và tiếp sau đây sẽ là những điều quan trọng không kém, đấy là chúng ta cần phải chuẩn bị những gì trước khi phẫu thuật thẩm mỹ. Đầu tiên, với trường hợp nâng mũi như tôi ấy, thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình một người có thể chăm sóc các bạn những cái ngày ít nhất là 3 ngày đầu tiên sau khi phẫu thuật. Tại vì các bạn sẽ bị rạch một đường ở sườn và bị cắt mất một đoạn sườn, cho nên cái phần vết thương ở ngực nó cực kỳ đau. Mất một đoạn xương sườn nó rất đau nha mọi người, và cơn đau đấy nó sẽ kéo dài trong mấy ngày liền. Như tôi thì tôi không thể tự, ngày hôm qua với ngày hôm nay thì tôi không thể tự nằm xuống, cũng không thể tự đứng dậy được, và xoay người mạnh cũng không được, tại vì mỗi lần xoay là mỗi lần nhói. Tiếp theo nữa, đấy là trước, trong và sau khi các bạn làm phẫu thuật ấy, thì hãy ưu tiên mặc những cái áo có dây kéo hoặc là có nút gài. Đừng có mặc áo thun gì cả, tại vì khi cởi ra ấy, nó vô tình đụng vào mũi, nó sẽ làm tác động vật lý và có thể làm lệch răng mũi và ảnh hưởng một phần nào đó với cái răng mũi của mình sau khi lạnh. Cho nên hãy mặc những cái áo dễ cởi như thế này, đừng có kéo qua đầu nha mọi người. Ngoài ra ấy, có một điều mà cái điều này thì nó mang cái yếu tố chủ quan nhiều hơn. Thì theo tôi các bạn không nên chủ động tự chọn răng mũi, vì các bạn không hiểu rõ về khuôn của mình, không hiểu rõ đấy là cái mũi, cái cấu tạo của mũi mình có phù hợp với cái răng mũi đấy không. Những công việc đấy hãy nên để cho bác sĩ. Bác sĩ sẽ khám cho mình, xác định được tình trạng cái mũi của mình và tư vấn cho mình một răng mũi nào phù hợp nhất, an toàn nhất. Đừng cố gắng làm lố để rồi nhận cái kết đắng. Vì trong những trường hợp các bạn muốn làm quá cao nhưng mà tài nguyên răng mũi của các bạn không đủ để kéo đến cái mức đấy ấy, thì cái tình trạng dễ xảy ra nhất đấy là các bạn sẽ bị lộ sóng mũi và bị lộ đầu mũi. Có những trường hợp nặng thì nó đâm ra rồi gây bong đỏ rồi bị nhiễm trùng đấy, các kiểu rất là kinh khủng. Cho nên ấy, tốt nhất hãy để bác sĩ tự chọn răng mũi cho mình. Thứ hai, đấy là cái răng mũi mà bác sĩ chọn cho bạn ấy, tôi chắc đến 80% là bác sĩ đã làm cái răng mũi đấy nhiều lần rồi. Bác sĩ phải làm nhiều lần, bác sĩ tự tin về răng mũi đấy thì mới dám tư vấn cho các bạn, cho nên các bạn hãy yên tâm. Chứ đừng nên đấy là bắt bác sĩ phải làm theo ý của mình. Họ sẽ làm thôi, nhưng mà hãy chọn cái thứ phù hợp với mình nhất thay vì cái thứ mình thích nhất nha các bạn. Suýt nữa thì tôi quên một điều, đấy là tôi có dùng thêm hai loại thực phẩm chức năng để hỗ trợ cho việc nhanh lành vết thương. Đấy là tôi đã có đặt yến xào, yến trưng ấy. Thì các bạn tìm trên mạng ấy, đặt cái chỗ nào uy tín. Thì khi các bạn ăn cái yến đấy ấy, thì nó sẽ giúp cho các tế bào nó lành nhanh hơn. Theo tôi được biết là như vậy. Vết thương nó sẽ nhanh khép hơn và rút ngắn cái thời gian cắt chỉ và lành vết thương của các bạn lại. Ngoài ra tôi có dùng thêm một cái loại thuốc có tên là hình như là long huyết thì phải. Nó là đông dược nha. Tôi sẽ, bạn nào quan tâm về loại thuốc này thì cứ comment ở dưới đi. Tôi sẽ tìm và tôi chụp lại cái hộp thuốc đấy rồi tôi gửi cho, để cho các bạn thử dùng. Tại vì gần đây tôi thấy khá là nhiều người ta nâng mũi thì người ta review khá tốt về cái loại thuốc này, cho nên tôi đã mua uống thử tối hôm qua và tôi thấy cũng ổn, khá là ổn. Nó thay thế được cho Alpha Joy. Tại vì nói thật là tôi là một người không thích ngậm Alpha Joy. Tôi ngậm từ hôm qua đến hôm nay là tôi không dám ngậm nữa. Ngày mai thì tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình. Và đến hết ngày mai nếu như mà mọi thứ vẫn tiến triển tốt ấy, thì tôi sẽ bắt đầu giãn cái ngày cập nhật lại. Tại vì có lẽ là tôi vẫn phải dành một ít thời gian nghỉ ngơi để giải quyết một số công việc. Chả hiểu sao đến cái lúc làm mũi thì việc đâu quá trời.
Thôi, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Goodbye. Bây giờ là gần 12 giờ đêm rồi. Đói quá không ngủ được, thế là San đã nấu cho tôi một nồi cháo. Nhưng mà tôi chẳng được nhận nhiệm quá, thế là San nấu thêm cái này nữa. Và tôi đã kết hợp cả hai ra món này. Hot bên vĩ đại, món này ngon vãi bíp luôn. Thề, chúc các bạn ngủ ngon. 3 ngày vừa rồi thì tôi truyền kháng sinh liên tục và tác dụng phụ của kháng sinh thì rất nhiều. Trong đó có một thứ sẽ khiến chúng ta rất ức chế và khiến cho chúng ta không thể nào ngủ ngon được. Đó là có thu mà lại không có chi. Tại sao lại như thế? Vì cái thuốc kháng sinh ấy, cái tác dụng đặc biệt của nó đấy là tiêu diệt vi khuẩn, đúng không? Bao gồm cả lợi khuẩn ở trong đường ruột của chúng ta. Cho nên kiểu gì thì kiểu các bạn, nếu như truyền kháng sinh sẽ gặp trường hợp đấy là nói từ gì cho nó hay ta? Không bảo là từ gì nó nghệ nghệ tí á. Thế bây giờ bảo bây giờ ăn mà không đi ỉa được cũng hơi tục. Ok. Nope. Dù sao tôi cũng đã lỡ mồm mà nói ra rồi, cho nên tôi sẽ chỉ luôn cho các bạn cái cách để khắc phục cái tình trạng đấy. Đó là ăn thanh long. Các bạn hãy thử đi. Các bạn ăn mà không tiêu thì cứ thử chơi một quả thanh long rồi từ đêm hôm đấy chạy thể dục cả đêm. Thật. Và sáng nay thì tôi đã qua thẩm mỹ viện truyền kháng sinh ngày thứ 3. Vệ sinh vết thương, thay cái nẹp mũi, tháo cái băng ở tai, và sau tai tôi đã có một cái đường rạch ở sau bên tai. Đây hơi khó quay nhưng tôi sẽ up cái ảnh lên cho các bạn xem. Còn cái mũi thì hôm nay tôi đã được cắt một sợi chỉ, và sợi chỉ đấy là cái sợi mà nó đâm xuyên qua cái sống mũi, kiểu giống như là để tôi quên hỏi bác sĩ, nhưng mà hình như là để nó cố định lại cái vị trí của sống mũi ở trên cái mũi sao ấy. Hôm nay tôi đã được cắt. Bây giờ tôi đang khá là năng động vì cái này cũng hết đau rồi. Từ lúc tôi làm xong cho đến bây giờ thì tôi ăn cái món gọi là cháo thịt heo với lại bông cải xanh, thì đến trưa nay tôi đã đạt tới gọi là cái sự giới hạn của cái độ ngán ngẩm với cái món đấy rồi, cho nên là hôm nay tôi sẽ ăn cơm, không ăn cháo nữa, tại vì bây giờ cái mồm tôi cũng đã thoăn thoắt rồi, không còn bị cấn cấn ở trên này nữa, nói chuyện thoải mái rồi. Nhưng mà bây giờ em tôi nấu rồi, tôi định quay cả nấu nữa cơ, nhưng mà em tôi nấu rồi cho nên tôi quyết định là tí nữa tôi sẽ quay bữa ăn thôi. Tối hôm nay thì tôi sẽ chườm nóng thay vì chườm lạnh, tại vì cái vùng sưng hai bên mắt của tôi nó đã giảm rồi và nó không còn sưng lên nữa, mà nó bắt đầu chuyển qua bầm tím chỗ này này, chỗ này bị nhiều nhất. Cho nên đêm nay tôi sẽ chườm nóng thay vì chườm lạnh. Còn cái mặt tôi mà nhìn nó kiểu nó bóng bóng, nó to, nó kiểu nó tròn tròn, nó bóng bóng to to này là không phải sưng nha đâu nha các bạn. Tôi bị mập chứ không phải bị sưng. Tại vì thời gian dưỡng bệnh từ trước khi làm mũi thì tôi cho đến bây giờ tôi ăn như một cái ăn như một cỗ máy. Cho nên bây giờ mập lắm rồi. Thôi, giảm cân sau vậy. Nhưng mà khả năng đấy là tôi sẽ phải mất khoảng tầm 2 tháng không được hoạt động mạnh thì mới có thể đi tập thể dục lại, mới có thể giảm cân lại. Vì theo như tôi được biết đấy là cái mũi của chúng ta sẽ ổn định hoàn toàn sau 3 tháng. Và tình hình là ngày mai tôi sẽ không cần qua thẩm mỹ viện nữa, mà đến ngày thứ 10 ấy, tức là ngày 13 tháng 11 thì tôi sẽ sang thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus để cắt chỉ. À, tôi còn chưa được cả gội đầu cơ mà. Ngày mai tôi sẽ đi gội, nhưng mà tôi sẽ ra quán tôi gội chứ tôi không gội ở nhà được. Vì một mình không thể nào mà gội. Với lại kiểu giống các bạn phải nằm ấy, để cho nước nó chảy từ trên này chảy xuống. Chứ nếu như mà bạn đứng mà bạn xả nước nó sẽ bị dính vào cái nẹp, và tôi sẽ phải mất công tôi qua bên kia tôi nẹp lại đấy một lần nữa. Rất là phiền. Tôi đang không biết đấy là cái lúc mà cắt chỉ thì cái chỗ này nó có để lại sẹo hay không. Tôi không biết là nó có để lại sẹo không, hy vọng là không. Tại vì người tôi thì cũng dễ có sẹo. Đang sợ cái đấy. Đây, tôi có một cái vết ở đây này. Cái vết này là mới bị bữa tháng 7. Đâu tháng 6, tháng 7 tôi không nhớ. Nhưng tôi nhớ đấy là tôi bị xong thì khoảng tầm đâu đó
2-3 tuần gì đấy thì Sài Gòn lockdown. Và bây giờ tôi đã có một cái sẹo ở đây. Cái sẹo này là tôi câu cá. Tôi câu cá xong tôi gắn cái cục chì nó hình chóp, hình nhọn ấy. Thì khi tôi giật con cá lên thì con cá nó bị tụt. Thế là cục chì nó lao từ dưới sông, lao từ dưới nước và view cắm thẳng vào đây. Và tôi đã có cái sẹo. Và đến ngày cắt chỉ ấy, tôi sẽ cho các bạn xem sau khi cắt chỉ thì cái mũi của tôi sẽ như thế nào. Tôi đang lo về cái việc đấy là không biết nó có sẹo không đây. Nhưng mà tôi không sao, có chơi thì có chịu nha. Bye. A few moments later. Là ngày 13 tháng 11 và như vậy là tôi đã trải qua 10 ngày kể từ ngày làm mũi rồi. Và như các bạn có thể thấy đấy là mũi của tôi đã được tháo đẹp và hồi nãy tôi đã sang thẩm mỹ viện và cắt nốt cái chỉ ở mũi tai thái dương. Theo như đúng lịch trình thì ngày thứ 15, có nghĩa là ngày 18 tháng 11 thì tôi mới tháo đẹp. Nhưng mà hôm nay tôi đã tháo rồi. Lý do là vì ngày 10 tháng 11 ấy, có nghĩa là ngày thứ 7 tính từ ngày làm mũi ấy, thì cái nẹp nó bị sút ra, nó bị bung ra. Không phải là tác động vật lý gì nó bung đâu. Tôi nghĩ là tại vì kiểu giống như mũi tôi kiểu nó xẹp nhanh ấy. Nó bớt sưng nhanh và cái lúc sưng thì không sưng nhiều và đến lúc bớt sưng nó cũng nhanh, cho nên là cái nẹp nó bị lỏng và kết hợp với sự tò mò cũng như ngứa tay của tôi đã gỡ nó ra. Nhưng mà tôi gỡ ra tôi lại thay một cái lớp keo khác và tôi dính vào. Nhưng mà đến hôm nay qua thẩm mỹ viện tôi không có đeo nữa. Tôi để cho thoáng để tôi đi. Cái lý do thứ hai là vì tôi bị có vẻ như là bị nổi mụn ở chỗ này khá là nhiều, mụn cám khá là nhiều. Và khi mà tôi đeo vào thì nó bị nặng mũi và cảm giác rất là khó chịu. Cho nên tôi đã tháo hẳn luôn. Và hôm nay qua thẩm mỹ viện thì các bạn cũng không có đeo lại cho tôi, có nghĩa là mũi của tôi đã ok rồi, không cần phải đeo nẹp nữa. Nhưng mà các bạn nên nhớ đấy là kể cả tháo nẹp hay chưa thì chúng ta vẫn phải nâng niu cái mũi này trong vòng khoảng tầm 1 tháng đến 1 tháng rưỡi nha. Để cho thật sự ổn định hoàn toàn đấy. Và đến tháng thứ 2, tháng thứ 3 lúc đấy các bạn có thể di chuyển cái đầu mũi thoải mái nha. Đúng ra thì hôm nay mình sang thẩm mỹ viện với thêm một người nữa, đó là bạn của tôi. Nhưng mà đến sát cái giờ sang ấy thì bạn của tôi không sang nữa với một cái lý do. Và cái lý do này có vẻ như nó khá là phổ biến đối với những ai đang có ý định làm mũi. Đó là phụ huynh của bạn tôi không cho bạn tôi làm. Và tôi đã phải hủy cuộc hẹn chiều nay giữa bác sĩ Huy với lại bạn tôi phải gọi qua thẩm mỹ viện. Tôi báo là đấy, tình hình như thế. Và cuộc hẹn đã bị hủy. Thì tôi không biết là gia đình của các bạn sao, nhưng mà gia đình của bạn tôi, bố mẹ của bạn tôi khá là khó tính ở trong cái việc đấy là thay đổi về ngoại hình. Nhưng mà đối với bố mẹ tôi thì cái việc này khá là bình thường. Mặc dù bố mẹ tôi sinh ra ở Quảng Trị và gia đình tôi cũng là xuất thân từ gia đình quan lại Chú Nguyễn, cho nên khá là gia trưởng. Nhưng riêng bố mẹ tôi thì rất hiểu và thông cảm cho cái nghề nghiệp của tôi. Bố mẹ tôi luôn ủng hộ và theo sát bước đi của tôi trong con đường sự nghiệp cũng như trong cuộc sống. Và lần này bố mẹ tôi ủng hộ hai tay về cái việc tôi phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng mà bà nội của tôi vẫn chưa biết nha. Nếu như mà tôi nói cho bà nội tôi biết là tôi sẽ phẫu thuật thẩm mỹ thì cái đêm tôi phẫu thuật cũng sẽ là cái đêm mà bà tôi không ngủ. Vì bà sẽ lo thằng cháu của mình vào bệnh viện mà sao không lo được. Bà tôi hay lo lắm, cho nên tôi giấu bà tôi luôn. Còn lại những thành viên còn lại trong gia đình thì đều biết cả. Gia đình tôi rất là ủng hộ cái việc này. Quay lại về vấn đề cắt chỉ thì các bạn có biết đấy là hôm nay bác sĩ đã làm tôi khá là bị tổn thương. Không phải bác sĩ Huy đâu. Đấy là sau khi cắt chỉ xong nhá, trong quá trình cắt chỉ nó đau cực kỳ.
Lý do nó đau là tại vì mấy cái vết thương của tôi bác sĩ bảo là chăm không kỹ. Nhưng thật sự là tôi chăm rất kỹ luôn. Một ngày tôi vệ sinh cái 4-5 lần. Chỉ có một điều đấy là mỗi lần tôi ngoáy cực kỳ nhẹ, nhẹ cực kỳ luôn. Và kết quả đấy là những cái bẩn, cái từ đấy gọi là từ gì ta, mấy cái kiểu giống như là mấy cái đen đen mà máu tụ nó bám vào xung quanh vết thương ấy, nó bị khô lại và nó bám vào chỉ ấy. Thật sự là tôi không dám gỡ ra ấy. Tại vì đụng vào hồi đầu mấy ngày đầu đụng vào đau, tôi quyết định đấy là để bao giờ nó khô thật sự nó tự dụng. Và kết quả là hôm nay bạn nhân viên y tế đã phải ngồi gỡ giúp tôi. Và quá trình đấy rất đau. Cho nên kinh nghiệm xương máu đây, các bạn hãy vệ sinh thật kỹ và cố gắng sử dụng tăm bông nhúng với nước muối và chà làm sao cho những cái vết máu nó không bám quá nhiều và những cái vết bẩn nó không bám quá nhiều vào vết thương đấy. Để khi cắt chỉ các bạn sẽ có một cái đường sẹo đẹp và sau này bôi sẹo thì nó sẽ mờ nhanh hơn và có tỷ lệ biến mất cao hơn. Nhưng riêng cái trường hợp của mũi của tôi thì có vẻ như là cái vết sẹo nó sẽ không biến mất hoàn toàn đâu. Nó chỉ giảm bớt thôi. Và tôi vẫn chưa được bôi sẹo. Đáng ra là ngày mai tôi có thể bôi rồi, nhưng riêng cái chỗ này thì 3 ngày sau, ít nhất là 3 ngày sau tôi được bôi. Còn lại thì ngày mai tôi có thể bôi chỗ này với lại ngực rồi. Hôm nay chỉ đến từ tôi, nhưng các bạn khoan dừng cái clip này lại nha. Bây giờ các bạn đang được chứng kiến một Tăng Duy Tân mặt rất là giả chân. Vì lỗ mũi nó to chả bá lửa, nhầm, cái sống mũi nó to chả bá lửa. Và điều này nó sẽ diễn ra trong vòng 3 tháng. Tức là 3 tháng sau thì mũi tôi mới gom và đúng dáng hoàn toàn. Nhưng mà đầu tháng 12 tôi phải có MV rồi. Và tôi đang mong chờ từng ngày để cho nó nhỏ lại. Ngoài ra, các bạn biết sao không? Hiện tại tôi cười nhìn rất xấu. Các bạn muốn xem tôi cười không? Nope. Đấy, nó rất xấu. Và nụ cười dễ thương của tôi đã biến mất rồi. Cái này cũng hơi buồn, không biết là 3 tháng sau thì nó có bình thường lại không. Năm ngày vừa rồi thì tôi cũng gọi là tôi hỏi rất nhiều chị em, thì được các chị em tư vấn đấy là chúng ta nên ăn kiêng luôn 2 tháng. Nếu như muốn giữ một cái mũi thật là lâu dài và đẹp lâu dài, chúng ta nên hãy ăn kiêng gấp đôi người ta đi. Người ta ăn 1 tháng, tôi sẽ ăn 2 tháng. Thật ra cái việc ăn kiêng với tôi cũng đơn giản, tại vì 2 tháng tôi cách ly tại Ba Vì ấy, 2 tháng tránh dịch tại Ba Vì Hà Nội, tôi ở trên một trang trại và một tuần thì ăn thịt lợn đến 6 ngày. Bây giờ tôi vẫn đang ăn thịt lợn, cho nên chả sao cả. Với lại thì tôi cũng ăn chay quen rồi, ăn chay liên tục nhiều ngày quen rồi, cho nên cái việc ăn kiêng của tôi rất là đơn giản. Ăn chỉ để ăn để duy trì sự sống thôi, chứ không phải sống để mà ăn hay chả sao. Đầu tháng 12 tôi đã phải quay MV rồi, nhưng bây giờ bài tôi vẫn chưa làm xong. Cho nên là tôi đã phải bắt đầu làm từ sớm, tức là từ ngày thứ 7. Kể từ ngày làm mũi tôi đã bắt đầu phải vào phòng thu rồi. Và riêng cái khâu mà hát nó đã khiến tôi rơi nước mắt nhiều hơn cái việc người yêu cũ phản bội. Tại vì mỗi lần hát nốt cao là mỗi lần tôi khóc. Ông ca sĩ nào thì cũng lấy hơi bằng cơ hoành. Bạn nào không biết cơ hoành thì đợi tôi một tí. Cơ hoành chính là phần cơ này. Từ phần trên bụng, bụng trên này xuống tới bụng dưới này, qua hai bên này, đến phần sau này này, người ta gọi là phần cơ hoành. Và khi tôi lấy hơi, các bạn có thể thấy này, nó giãn luôn ở phần này. Nó phình luôn mà giãn luôn ở cái phần này. Và mỗi lần kéo như thế là mỗi lần tôi ứa nước mắt. Và nó đã kéo dài liên tục một tuần rồi. Cho nên các cô ca sĩ, các anh ca sĩ mà làm mũi mà có làm rụng sườn thì hãy lựa một cái thời gian nào đó không có công việc nhiều, không phải hát nhiều, không phải đi diễn nhiều để làm. Chứ nếu không mà làm xong rồi thì kể cả khi các bạn tháo nẹp ra ấy, vào ngày thứ 10 ấy, thì các bạn cũng không thể hát trong ngày tiếp theo. Bây giờ tôi hát vẫn còn đau này, không biết là mấy hôm sau còn đau hay không. Mấy hôm vừa rồi thì tôi cũng có một số gọi là nỗi niềm làm tôi mất ngủ. Đó là từ hôm cắt chỉ thì cái vết sẹo nó rất là xấu. Nó xấu kinh dị luôn và tôi kiểu tôi bị stress, không biết là đến cái lúc quay MV thì nó có hết hay không, nó có mờ đi hay không, lên hình có bị thấy hay không. Nhưng mà qua vài ngày bôi sẹo, qua 5 ngày bôi sẹo thì các bạn có thể thấy mũi của tôi nó đã khá mờ rồi, trong này còn 2 vết nha. Thì bạn điều dưỡng bạn bảo là để cho hai cái chỗ đen đen để nó tự dụng ra là xong. Còn ngoài thì tôi đã bôi sẹo rồi, tôi bôi ở đây, đây, đây và đây. Chúng ta phải bôi liên tục 3 tháng và theo như lời bác sĩ nói ấy, thì có thể vết sẹo nó sẽ không biến mất hoàn toàn đâu, nhưng nó cực kỳ mờ, nó rất mờ. Và các bạn nữ thì gần như trang điểm lên là không thấy luôn.
Còn mũi của tôi thì cái lúc để như này thì chả ai thấy à. Cho nên cái vấn đề là không sao, các bạn đừng có ngại cái việc đấy là cắt ở đây. Bây giờ người nâng mũi những cái kiểu khác thì người ta sẽ cắt ở trong này này, cắt ở một đường ở trong này và người ta sẽ nhét cái sụn vào. Nhưng mà riêng mũi của tôi làm cả trụ mũi và thiết kế cấu trúc lại toàn bộ mũi cho nên người ta cắt ở đây. Hôm nay tôi chỉ nói đến đây thôi vì cũng không có nhiều thứ để mà nói. Với lại tối nay thì Dablo King of Rap sẽ sang nhà tôi chơi và bây giờ tôi phải chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa một tí để đón Dablo. Hẹn mọi người vào ngày thứ 25. Xin chào. Hôm nay là 28 tháng 11. Như vậy là tôi đã làm mũi được 25 ngày rồi. Hiện tại thì mũi của tôi khá là ổn. Và trước khi ra Hà Nội thì tôi quyết định sẽ làm một vài tấm hình thật đẹp ở Sài Gòn đã. Và hôm nay tôi và Aisan sẽ đi chụp, nhưng mà chủ yếu là sẽ chụp ở quanh cái chung cư nhà tôi thôi. Cũng có hồ bơi này, công viên này và hầm gửi xe. Tấm trên mi của ai đang rơi nhẹ rơi. Thôi thôi người ơi, cho đùa với tim anh làm gì. Buồn là một chút vô tâm của em khi quên rằng anh. Hello mọi người, hôm nay là mùng 4 tháng 12 và như vậy là mình đã trải qua một tháng lẻ một ngày để tập mũi. Và mũi của mình đây mọi người. Hiện tại nó đã gom lại nhiều rồi nhưng mà nó vẫn chưa gom hoàn toàn. Ở ngoài thì nhìn vẫn khá là to ở giả chân nhưng không sao cả. Với bàn tay hữu nghệ của make up ruột đó, xinh đẹp, thì mặt của mình, những mũi của mình nó đã ok lại và mình đã tự tin để tới đây chuẩn bị quay MV rồi. Thì thật ra là đáng ra mình phải quay cái đoạn clip này vào ngày hôm qua cơ, nó phải đúng dịp một tháng, nhưng mà vì hôm qua cái lúc mà đáp máy bay buổi tối rồi xong mình bị deadline luôn, là mình quay luôn một cái clip để mình sẽ lên đô ngay trong hôm qua. Và sau khi quay xong thì trời đã khá là khuya rồi cho nên mình quyết định là sáng nay mình mới quay. Các bạn hãy xem cái clip này trước khi làm để chuẩn bị cho mình một cái hành trang thật là chắc chắn trước khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Tại vì đối với mình, cái việc phẫu thuật thẩm mỹ nó khá là quan trọng trong cuộc đời. Vì khi chúng ta thay đổi cái gương mặt thì nó thay đổi rất là nhiều thứ đi theo. Và các bạn nên nhớ hãy chuẩn bị một thứ trước khi làm nhé. Các bạn phải chuẩn bị tiền. Thôi đùa đấy, chúc các bạn thành công. Và cảm ơn các bạn đã xem cái vlog đầu tiên của Tăng Vision. Xin chào các bạn.